chồng nàng dâu. Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung, năm nay 62 tuổi. Em tên là Trần Ngọc Chánh, năm nay em 37 tuổi. Cái ấn tượng đầu tiên là thấy cô ngồi cắn bóng tay là mình không trời ơi đó. Mình nghe em xã nói là mẹ dữ, mẹ khó tính vậy đó. Thì mình sợ lắm. Trong cuộc sống thì nó cũng có những cái mà mình cũng không hài lòng về con dâu mình lắm. Chẳng hạn như đồ mình mua về mình đã già rồi hay quên, để đó cô này đem cất đi, cất mình quên luôn. Kể cả thức ăn cái gì để thúi luôn mình cũng không nhớ. Có gì nào nó lên cao cao nói không được. Thì cô này là mang thai, thì đến khi cô này sanh ở với mình cũng chăm sóc, cũng cơm nước được khoảng chừng gần 2 tháng thì cô chứng lên đòi đi về bên nhà của cô ấy. Thì thế là tôi bực mình, tôi kêu xe taxi đưa cô đi luôn. Lúc mẹ chồng kêu taxi chở đi luôn rồi em nghĩ khoái chứ. Khoái hả? Cười khoái lắm. Hết khóc liền. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Anh, dạ. Đang làm công tác cuộc chiến bên phường. Dạ, em tên là Phùng Thị Thu Hường, làm nhân viên bán hàng mà. Em 28 tuổi. Thì buổi chiều đó đưa bạn về, rồi mấy ngày sau nó mới nói đây là bạn gái của con. Dạ. Nó nói sao mẹ thấy bé xíu à, mà nó còn bấm vào sữa mẹ ơi. Biết có làm ăn gì được hay không. Lần đầu tiên em gặp mẹ thì ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính. Mẹ chồng hợp tính nhau ở điều gì? Dạ, cô chở nhau đi chơi, đi mua sắm rồi. Mẹ chở em không à? Ủa sao không chở mẹ? Em lùn không khó trời. 28 tuổi để người 61 tuổi chở hả trời? Không phải, tại vì xe xéo thôi. Nó chở tôi rồi sao tôi sợ. Thì hồi đó mẹ nói mà, lúc mà người chuẩn bị con hai đứa tụi con quen á, là mẹ nói, mẹ đẻ nó là mẹ biết nó à. Con thương nó là sau này con khổ con ráng chịu. Hồi đó nó chưa vợ là nợ của mẹ. Dạ. Nó có vợ rồi là nợ của con tự xử.